đến với phần quan trọng nhất của chương trình, đó là quyết định cuối cùng. Yeah, nào chờ đợi gì nữa, xin mời tất cả cùng tập trung về phía khu vực trung tâm của sân khấu. Xin mời. Chưa gì thấy hợp hợp rồi đó. Nhưng mà quan trọng, tần số tình yêu có bắt trúng cái nhịp cảm xúc của các bạn hay không? Cặp đầu tiên sẽ là cặp của bạn Mỹ Duyên và Dương Hào. Bây giờ mời bạn Mỹ Duyên giơ chiếc điện thoại của mình lên để chờ xem có cuộc gọi nào đến nữa nè. Dương Hào ơi, sẵn sàng nha. Hồi hộp quá. Chúng ta sẽ đếm ngược từ 5 cho đến 1 nào. Chuẩn bị 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Và dạ alo ạ. À, anh có thể đứng gần em hơn được không? Dạ được ạ. Tắt máy cho tiết kiệm điện thoại. Chào em. Dạ. Hãy nhìn vào mắt nhau mà nói chuyện đi. Cái nào. Cái gì vậy trời ơi, hơi bị run. Run đúng không nào? Dạ. Bao lâu rồi không nắm tay bạn gái? Dạ em chưa có mối tình nào, sao dám nắm tay anh? Bây giờ lần đầu tiên anh chàng điển trai dễ thương đáng yêu làm chuyện đó. Duyên, cho người ta nắm tay nhẹ cái đi. Trời ơi, sao mà ngại ngùng. Sao nè, Dương Hào, bạn muốn nói gì? Dạ, thấy tay bạn ấy hơi bị lạnh. Chắc có tay em thì ấm. Đúng lắm đó. Duyên ơi, cảm xúc sao? Tay anh nó ấm. Cảm thấy an toàn không? Dạ, có. Lê Lộc nghĩ là mình trao nhau một cái ôm là được rồi. Đó, ấm áp bằng một cái ôm nào. Dạ, em nghĩ vậy hợp lý. Nè. Trời, lấy đà xa vậy, không nhào vô. Dễ thương không? Ờ, được, lấy đà, nhào vô. Đây. Đáng yêu quá, cảm ơn các bạn rất quá. Nhiều. Rồi, mời hai bạn bước xuống sau một bước nha. Chà, tới cặp thứ hai. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Và kết quả là... Theo em biết đó là làm cái đầu tác giả này, con gái làm là đã khó rồi. Và cái đẹp hơn là body anh đẹp. Em là mẫu gái lạ lắm anh. Em thì nấu ăn thì em cũng không biết, mà làm việc nhà em cũng không làm gì luôn. Có rồi, tần số tình yêu đã xuất hiện. Dạ alo ạ. Alo, em có phải là Tiên không ạ? Dạ đúng rồi, anh có gì không anh? Anh là Vũ nè. Dạ thôi anh lên chờ đỡ tốn tiền điện thoại. Ok, vậy anh lo luôn ha. Ok rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Xin phép em cho anh nắm tay. Vì yếu tố nghiêm túc của 5.000 thành viên trong đại gia đình cũng như bà con lối xóm xung quanh của gia đình Thế Vũ, Hoài Rapper và Lê Lộc sẽ đại diện cho nhà gái nha. Muốn rước con gái về dinh đâu có dễ như vậy được. Nào, bồng cô ấy trên tay, hít lên hít xuống mấy cái đi được rồi. Rồi, yeah. Trời ơi, đơn giản quá. Oh, yeah. Trời ơi, tuyệt vời. Okay. Hay quá. Bỏ gàng người ta. Mỗi người được lần á? Không được đâu. Đây là đặc quyền riêng của anh ấy thôi. Thấy được chàng trai nâng mình trên tay như thế nào ạ? À? Dạ, sướng, sướng, sướng. Mẹ, đó, giờ có mẹ. Mẹ chỉ cần ok là tụi con giao lưu tí. Ok, mẹ ok rồi. Ok. Anh hôn em đi. Ok.
Đó, vậy mới được không? Chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là một phần quà ý nghĩa dành tặng cho hai cặp đôi ngày hôm nay cùng với Tần Số Tình Yêu. Lê Lộc thay mặt cho Tần Số Tình Yêu gửi tặng cho Dương Hào và Mỹ Duyên món quà lưu niệm nha. Mong rằng hai bạn sẽ giữ trọn vẹn những cảm xúc bồi hồi và đầy tình cảm như thế này để đưa tình yêu của bạn đi thật xa hơn nữa. Cảm ơn chị. Còn đây, món quà ý nghĩa của Tần Số Tình Yêu, Hoa Rapper sẽ không thay mặt cho chương trình để trao tặng cho đôi trẻ mà sẽ nhờ song thân của Thế Vũ. Xin mời ba bà mẹ ạ. À. Trước khi trao món quà ý nghĩa này, thật sự là phải nói lời cảm ơn sâu sắc đến hai bác rất là nhiều. Trải qua biết bao nhiêu thời gian vẫn yêu thương nhau, đặc biệt là dành tình cảm, tất cả những gì tốt nhất dành cho những người con của mình. Và một anh chàng Thế Vũ, trưởng thành, chững chạc, đầy tài năng đang xuất hiện, chứ còn thiếu chút xíu đó chỉ là một nàng dâu trong tương lai. Không biết là các bác có lời gì để dặn dò cho hai bạn không ạ? Cảm ơn cháu đã bắt nhịp cùng Tần Số với con trai của chú. Chú thay mặt gia đình và cũng như chương trình là hy vọng hai cháu sẽ tìm hiểu kỹ và tiến xa hơn. Xin cảm ơn. Rồi, con xin mời mẹ ha trao món quà lưu niệm này dành cho đôi trẻ. Những khoảnh khắc rất đặc biệt, rất đẹp và rất ý nghĩa ngày hôm nay đã xuất hiện trên sân khấu của Tần Số Tình Yêu. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.